Mục thần ký tập 28, 360 phòng chúc các bạn xem video vui vẻ. Nói như vậy, ngươi phải truyền thụ bảo điển trấn giáo của ma giáo, đại dục thiên ma kinh cho mục nhi. Người quẻ hỏi, tư bà bà nhẹ nhàng gật đầu, nói, nó tốt hơn ta. Tạo hóa thiên ma công là một môn thần thông trong đại dục thiên ma kinh, ta dùng để lộ ra làm y phục, ít nhiều cũng có vẻ hơi tật tính. Thế nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ dùng tạo hóa thiên ma công đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện trong hơi âm bát thức. Nó lại nghĩ đến, dược sư gật đầu nói dùng tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện xác thực là bút tích của thần tư bà bà cười nói vì thế khi nó học được đại dục thiên ma kinh nói không chừng sẽ làm cho ma điển phát dương quang đại luyện được một số thứ mà từ trước tới giờ chúng ta không ngờ tới người cơm a a khoa tay hai lần người điếc lắc đầu nói không nói cho nó biết nói cho nó sẽ không còn lạc thú một đám ông lão bà lão hiểu ý nở nụ cười rất là hài lòng bên trong tàn lão thôn từng tiếng lôi âm truyền đến thân hình tần mục và mã gia đan sen cả hai đều triển khai cùng một chiêu cửu long ngự phong lôi để tấn công đối phương ầm ầm lôi âm cuồn cuộn đinh tai nhức óc nắm đấm của tần mục và mã gia va chạm hắn rên lên một tiếng xê dịch bước chân lùi về sau bộ pháp của hắn như thần long uốn lượn nhìn như lùi về sau nhưng kỳ thực là đang tích xúc sức mạnh chỉ vài bước sức mạnh của tần mục đã được tích trữ đến cực điểm thân thể như nộ long ra vực sâu tấn công mã gia tiểu tử thúi ngay cả thâu thiên bộ pháp ta truyền thụ nó cũng sửa lại người què kinh ngạc nói hắn nhìn ra bộ pháp tần mục vừa mới vận dụng giống như con rồng co rút lại thân thể thủ thế chờ đợi tuy là lùi về sau nhưng kỳ thực lại là lùi một bước để tiến hai bước dị thường hiểm ác thâu thiên bộ pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân chẳng qua là người què sử dụng thành thục từ trước đến giờ yêu thích chuyện cướp gà trộm chó làm sao để tăng lên uy lực của thâu thiên bộ pháp thì ông không thèm để ý bộ pháp của người què thường thường là dùng để chạy trốn đánh lén sau khi trộm đồ tấn công cũng không phải là sở trường của thô thiên cước pháp tần mục chỉ hơi sửa chữa lại bộ pháp của ông trong vô thức vận dụng tới ý vị thần long bên trong thân pháp có long thế uy thế của rồng như rồng uốn lượn oanh 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 tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền đến tần mục và mã gia chỉ đối đầu một quyền thế nhưng lại truyền đến 45 tiếng nổ rất là quái lạ tần mục ngã xuống bay ra người ở giữa không trung thân thể như rồng bơi lội xóa tan sức mạnh của mã gia lúc rơi xuống đất thân thể vững vững vàng vàng mã gia vẫn là mã gia người què than thở một tiếng mã gia nói mục nhi tinh túy một chiêu này con lĩnh ngộ được không tần mục lộ ra kinh sợ thất thanh nói quyền kình cùng gia gia không giống con bên trong quyền kình của con có 45 con rồng đều cùng một loại mà bên trong quyền kình của gia gia lại là 45 loại thần long mỗi một loại long kình đều không giống nhau con đã thể ngộ được mã gia lộ ra vẻ vui mừng nói trong đại lôi âm tự có trăm bức điều khắc thiên long gọi là bách long đồ đó là vị như lai đầu tiên điều khắc trăm loại thiên long mà mình nhìn thấy cung cấp cho hậu bối con cháu tu luyện quyền kình của cửu long ngự phong lôi lúc ta tu luyện cửu long ngự phong lôi thì thấy rõ không phải chân long mà là những bức tượng này bên trong cửu long ngự phong lôi bao hàm 45 loại long kình cần dùng đến 45 loại long đồ nhưng mà long đồ của đại lôi âm tự có trăm loại còn có biết ý vị như thế nào không trong lòng tần mục chấn động thất thanh nói mỗi lần ra ra triển khai cửu long ngự phong lôi thì long kình chất chứa trong quyền đều không giống nhau Mã gia gật đầu, một chiêu cửu long ngự phong lôi này, nhìn đơn giản như chỉ có một quyền, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa vô số loại biến hóa, chỉ có điều loại biến hóa này là giấu ở sức mạnh nội hàm bên trong nắm đấm, khiến người ta không thấy được. Mục Nhi còn nhìn cho kỹ, Mã gia cụt một tay đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng rồng ngâm truyền đến, tiếp theo tiếng sấm nổ vang, một cánh nguyên khí hình rồng lao ra, nội long sung kích, như phá tan vực sâu mà ra, phá ra vực sâu liền muốn ăn thịt người, sau đó lại là hai tiếng rồng gầm song long lao ra từ trong quả đấm của ông đan sen qua lại hai thân thể rồng to lớn quấn quanh không ngừng lao về phía trước ba tiếng rồng gầm truyền đến ba loại long kình cương mãnh bá đạo vỡ bia nứt đá sau đó là tứ long phát sát ngũ long luyện ma lục long luân hồi thất long đảo hải bát bộ thiên long cửu long phong lôi một quyền này mã ra đấm ra 45 quyền kình hình rồng quyền kình vậy mà tự như chân long rất sống động một quyền này của ông là đấm lên trời lập tức giữa bầu trời tàn lão thôn xuất hiện 45 con thanh long, mang theo lôi âm, lôi điện, phích lịch đan sen, 45 thanh long sông lên mây xanh, tần mục ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời một đám mây đột nhiên tan đi, biến mất không còn tăm hơi, đám mây này phá nát, đột nhiên một cái đầu người từ trong đám mây nát tan ngã xuống, nện dưới chân tần mục, tần mục sợ hết hồn, chăm chú nhìn lại, thì thấy là một cái đầu hòa thượng, chẳng biết vì sao trốn trong đám mây, lẽ nào là có yêu ma giết hòa thượng này mang theo đầu của hắn bay vào trong mây đang lúc tần mục suy đoán lại là oanh oanh vài tiếng từ không trung rơi xuống hai cánh tay và hai chân còn có một cái thân thể rơi bên ngoài thôn không phải yêu ma gây nên trong lòng tần mục chấn động mà là hòa thượng này trốn trong mây đám người câm người điếc đồ tể trong thôn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này không chút để ý mã gia tựa hồ cũng không có cảm thấy được chính mình đánh giết một tên hòa thượng ngẩng đầu nhìn tổ sư ma giáo ngoài thôn một cái ông ta đang thị uy hướng về tổ sư ma giáo thị uy, kinh sợ rất nhiều cường giả ma giáo, thôn bên cạnh, sắc mặt thiếu niên tổ sư kia có chút thay đổi, nói, quyền pháp thần thông của đại lôi âm tự xác thực tuyệt vời, chỉ là còn kém chút hỏa hầu so với lão như lai, ta biết cụt một tay là ai, kẻ bị ruồng bỏ của đại lôi âm tự, mã phương thần mã tôn giả, năm đó đánh ra đại lôi âm tự, một trận chiến thành danh, không nghĩ tới ở ẩn nơi đây, cái thôn nhỏ này, không thể khinh thường mà. Chấp pháp trưởng lão nhìn bộ thân thể từ không trung rơi xuống đất này, nói đây là hòa thượng đại lôi âm tự bị mã vương thần đánh giết kỳ quái sao hòa thượng của đại lôi âm tự lại xuất hiện ở đây thiếu niên tổ sư kia cười nói phòng chừng là đến giám thị mã vương thần đây là việc nhỏ lão như lai đã không còn xuống núi đi lại ngược lại quyển pháp của thiếu niên kia rất thú vị rất thú vị trình độ rất cao rõ ràng chưa từng học qua như lai đại thừa kinh nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của lôi âm bắt thước trong thôn mã gia thu hồi ánh mắt tiếp tục nói mục nhi con thấy gì trong cú đấm vừa rồi của ta? Tần mục đè nghi hoặc trong lòng xuống, 45 con thanh long lúc nãy, không những hình thái khác nhau, thậm chí ngay cả chủng loại cũng hoàn toàn khác nhau, thực sự đã làm hắn chấn động. Đột nhiên, mã già lại triển khai một chiêu cửu long ngự phong lôi này lần nữa, lại là 45 loại thanh long không giống nhau xuất hiện trên không trung, lôi đỉnh đan sen, mây gió xoay vần, sông lên trên không trung. Mã già đấm ra từng quyền từng quyền một, quyền kinh hình rồng giữa không trung càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, phạm vi trăm dặm tất cả đều là thanh long bay lượn những thanh long kia kết thành một trận pháp hoa lệ trên không trung thân rồng quấn quýt với nhau làm thành một con rồng to lớn đang cuộn tròn đầu rồng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên sống to vạn long gào thét kinh thiên động địa đây đã không còn là biểu diễn áo nghĩa của cửu long ngự phong lôi cho tần mục xem nữa mà là trần trụi thị uy thị uy đại khư thị uy thiên ma giáo thị uy những kẻ có lòng dạ khó lường với tàn lão thôn tần mục nhìn mà trợn tròn mắt những người trong thôn khác cũng than thở không dứt gật đầu liên tục giáo chúng thiên ma giáo ở thôn sát vách cũng đều hơi thay đổi sắc mặt than thở không ngớt thiếu niên tổ sư hướng về giáo chúng bên người nói sau này nếu như một mình gặp phải mã phương thần thì phải lễ độ thêm ba phần chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói thiên ma giáo ta mà phải sợ cái thôn nho nhỏ này sao sợ không đến nỗi bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim thiếu niên tổ sư mỉm cười nói bọn họ đã tàn phế bỏ bản lĩnh không bằng lúc trước thế nhưng trình độ ngang ta lại có hai người một là người không có tay chân, một người nữa là thợ rèn kia, mà những người khác chỉ mạnh hơn 12 vị trưởng lão, bốn đại thiên vương trấn giám một chút, chỉ sợ thánh nữ là người yếu nhất trong bọn họ, nhìn thấy tên đồ tề chỉ còn nửa thân trên kia không, nếu người từng gặp hắn thì nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng, bởi vì tên của hắn gọi là thiên đao, trong lòng chấp pháp trưởng lão giật mình, khó có thể tin nhìn về phía đồ tề, lẩm bẩm nói, chính là thiên đao kia, không phải hắn đã sớm chết rồi sao, ta cũng nghe nói hắn chết rồi, một vị trưởng lão hộ giáo nói ta nghe nói hắn phát điên suốt đào đánh lên trời giết vào bầu trời có người nhìn thấy trên trời hiện ra cái bóng của chúng thần người điên này giết về chúng thần có người nói lúc đó giữa bầu trời mây đen răng kín ánh đào qua lại trong lôi vân không lâu sau thi thể của thiên đao từ trên trời rớt xuống nếu như đồ tể này chính là thiên đao kia mà nói thì làm sao hắn còn sống sót được chứ thiếu niên tổ sư nói tồn tại cỡ hắn cho dù muốn chết cũng không quá dễ dàng chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói tổ sư vì sao phải đáp ứng giáo chủ phu nhân để tiểu oa nhi này trở thành thiếu giáo chủ của thánh giáo ta, ta thấy thực lực của hắn cũng không quá mạnh mẽ, quả thực thực lực của thiếu niên này không quá mạnh mẽ, hiện giờ còn rất ngây ngô, thế nhưng bên cạnh hắn là những ai? Thiếu niên tổ sư cười híp mắt nói, cường giả bên cạnh hắn vô cùng đáng sợ, năm đó, những cường giả này đều là những tồn tại quát tháo phong vân, có sở trường riêng, thiếu niên này là hài tử của bọn họ, bọn họ truyền thụ cho hắn sở học suốt đời mình ngộ ra, thêm vào đó là đại dục thiên ma kinh của giáo ta, khà khà, hắn trở thành thánh giáo chủ Thanh giáo ta quá lời rồi chấp pháp trưởng lão thán phục tổ sư thánh minh thế nhưng vì sao tổ sư còn muốn kiểm tra hắn tổ sư hỏi ngược lại lỡ như hắn là người ngu ngốc thì sao vì thế nhất định phải kiểm tra một phen người thông báo đường chủ 360 phòng nói cho bọn họ chỉ được sử dụng bản lĩnh linh thai cảnh giới ngày mai chờ hắn tiến vào phòng trong thôn mã gia thu quyền hỏi tần mục thấy rõ chưa thấy rõ rồi tần mục suy tư nói mỗi một loại long kình đại diện cho sức mạnh khác nhau thứ tự long kình khác nhau thì quyền kình cũng không giống nhau xáo trộn trình tự trăm loại thanh long quyền kình này thì chiêu cửu long ngự phong lôi liền sẽ xuất hiện vô số loại biến hóa người khác đỡ quyền thứ nhất nhưng tuyệt đối không thể dùng chiêu thức giống nhau đỡ lấy quyền thứ hai cho dù ta đánh ra một trăm quyền một ngàn quyền thì sức mạnh mỗi một quyền đều tuyệt đối không giống nhau mã gia lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy nói trước đây bá thể nguyên khí của con không có thuộc tính không cách nào tu luyện như lai đại thừa kinh hơn nữa ta đã đáp ứng đại lôi âm tự sẽ không truyền như Lai Đại Thừa Kinh ra ngoài. Hiện nay bá thể nguyên khí của con nắm giữ thuộc tính thanh long, ta cũng sẽ không truyền cho con. Tuy nhiên, con chỉ cần hiểu được quyền lý, có học hay không học như Lai Đại Thừa Kinh đã không quan trọng nữa. Con đã nắm được vận, thái, thế, khí, thần của rồng, cho dù con chưa từng thấy bách long đồ thì cũng có thể phỏng đoán ra ảo diệu trong đó. Dựa vào bá thể tam đan công của mình, uy lực của lôi âm bát thức cũng sẽ không thua kém như Lai Đại Thừa Kinh. Tinh thần tần mục đại chấn mã ra luôn luôn lạnh như băng rất khó khích lệ người khác, có thể có được sự tán dương của ông khiến hắn rất là hài lòng. Hơn nữa lời của Mã Gia cũng gợi ý cho hắn, để hắn có ý nghĩ của riêng mình. Cửu Long ngự phong lôi trong lôi âm bát thức chủ yếu là Long Kình, vậy thức thứ nhất trích thân Đông Hải Hiệp Xuân lôi thì sao? Có thể quan sát sông lớn đảo chiều tuôn trào vào biển, tiếng sấm mùa xuân để đạt được tinh túy của chiêu này hay không? Mà chiêu đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ, có phải có quan hệ với âm luật hay không? Còn có mấy chiêu khoa phụ trục nhật phong lôi cấp, nhật chiếu dương hồn không trung luyện, nhất định có phương pháp tìm hiểu của từng chiêu hắn càng nghĩ càng hưng phấn hận không thể lập tức rời nhà vân du bốn phương quan sát ảo diệu của đất trời nhìn ngắm huyền cơ của tạo hóa ngày mai nhớ rời giường sớm một chút đến chào hỏi thôn sát bên tư bà bà cười híp mắt nói tần mục buồn bực nói bà bà thôn sát vách là người của thiên ma giáo sao bọn họ lại gọi bà là giáo chủ phu nhân sao bọn họ muốn bà làm giáo chủ bà không làm sao bọn họ còn muốn giết chúng ta tư bà bà sờ sờ đầu của hắn cười nói sau này con sẽ biết sáng sớm hôm sau tần mục rửa mặt ăn cơm lượm trứng gà kê bà long khí thế hùng hồ đuổi giết tranh đấu cùng tần mục một hồi không phân cao thấp cánh kê bà long tung bay dùng lông chim sắc như kiếm chém kẻ trộm trứng này há mồm phun ra một ngọn lửa thanh long vòng quanh thân thể tần mục sử dụng đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ ngăn cản kiếm vũ mục nhi không cần đấu với nó nữa đi thôn kề bên chào hỏi một chút tư bà bà đi tới đuổi con kê bà long này đi nói Tần mục vội vàng đi theo bà, con kê bà Long ở phía sau lại chạy tới, bị tư bà bà hù trở lại. Tư bà bà mang hắn đi tới thôn sát vách, chấp pháp trưởng lão nghênh đón, đánh giá khắp người tần mục rồi nói với tư bà bà, giáo chủ phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, 360 phòng, chỉ cần công tử đi qua một lần liền có thể. Tư bà bà hấp hái mắt nói, một lần đi qua 360 phòng, có chút làm khó người khác nhỉ. Chấp pháp trưởng lão cười nói, nếu không thể đi qua 360 phòng, như vậy kính xin giáo chủ phu nhân theo chúng ta trở lại. Tư bà bà cắn răng, nói, có thể nghỉ ngơi sao, cứ vực nghỉ ngơi, trong phòng có ăn có uống, có giường có nệm, thuốc trị thương, linh đan, không thiếu gì cả. Tư bà bà nhìn tần mục một chút, lại cắn răng, nói, mục nhi, con đi 360 phòng gặp bọn họ một lát, nhớ kỹ, chỉ xưng sư huynh sư tỷ, không cần gọi tiền bối. Tần mục gật đầu, đi về phía gian phòng thứ nhất của tầng lầu đầu tiên, cười nói, 360 phòng không biết phải mất bao lâu bà bà con đi đây tư bà bà nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên nói mục nhi con biết sau khi tiến vào mình sẽ đối mặt với cái gì không tần mục quay đầu lại nở nụ cười biết con sẽ không để cho bọn họ mang bà bà đi tư bà bà ấm áp trong lòng cho người rời đi năm đó khi bà nhạt đứa bé này từ bờ sông cũng chưa từng nghĩ tới đứa trẻ con năm đó còn có ngày san sẻ với mình tần mục đi đến phòng đầu tiên của lầu một căn phòng rất rộng rãi bên trong có một nam tử mặt vàng đang ngồi mặt vàng như ăn phải mật tắng dưới cầm có một bộ râu dê, trong tay cầm bàn tính, tựa như tiên sinh tính sổ trong phòng thu chi. Sư huynh, tần mục đứng lại, trước tiên thi lễ, sau đó lần lượt gỡ dao mổ lợn, trúc trượng, khích khí la, kiếm nang, thiếu bảo kiếm đang cóng trên lưng xuống, đặt ở cửa, nói, sư huynh, mời, tiên sinh phòng thu chi kia kinh ngạc nhìn thiếu niên 11-12 tuổi trước mặt, rất hứng thú nói, ngươi biết mình tới nơi này làm cái gì không, lẽ nào giáo chủ phu nhân đã nói với ngươi tần mục khởi động thân thể một chút nguyên khí chạy trồm toàn thân mạnh mẽ hừng hực cười nói không cần bà bà nói rõ ta đương nhiên biết bước chân hàn bỗng nhiên phát lực chỉ một bước liền vọt tới trước mặt tiên sinh phòng thu chi kia ầm ầm một tiếng lôi âm bắn ra từ lòng bàn tay hắn nguyên khí của thiếu niên hừng hực như lửa không phải là từ phòng thứ nhất đánh tới phòng thứ 360 sao tiên sinh phòng thu chi kia vội vàng đưa tay ngăn chặn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới thân bất do kịp bay ngược ra sầm một tiếng đánh vỡ tường gỗ phía sau, rơi vào trong sân, bước chân trượt xa hơn 10 trượng lúc này mới ổn định thân hình, hắn vừa giận vừa sợ, ngẩng đầu theo lỗ hồng trên tường nhìn lại, chỉ thấy tần mục đi tới cạnh cửa, vác dao mổ lợn, trúc trượng những vật này lên như cũ, đi tới phòng tiếp theo, ta chọc giận gì tiểu hài từ này hả, tiên sinh phòng thu chi giận dữ, chợt bật cười, cao giọng nói với các lầu gỗ khác, các ngươi cẩn thận, tiểu oa nhi này rất tinh khôn, tu phi nguyên khí linh thai cảnh cực kỳ tinh thuần, gấp ba lần linh thai cảnh của ta, cẩn thận lật thuyền trong mưng thâm hậu gấp ba lần ngươi hả âm thanh như chung bạc của một cô gái chuyển đến kinh ngạc nói tu vi cỡ này không hổ là công tử mà không biết phép thuật ra sao tần mục đi tới trước một phòng kéo kẹt đầy cửa phòng ra trong phòng kia là một thư sinh tay nâng cuốn sách đang nhìn nhập thần dùng đùi đắc ý sư huynh tần mục chào thư sinh kia lộ ra vẻ cảnh giác cười nói người muốn nhân lúc ta đáp lễ thì đánh lén ta ta sẽ không cho người cơ hội này kỳ khả đa ầm ầm lôi âm bùng phát một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến gỗ vụn bay múa đầy trời thư sinh kia từ trong gỗ vụn bay ngược ra đánh ngã một đại thụ che trời thư sinh rơi xuống đất cao giọng nói các ngươi cẩn thận bản lính tiểu quỷ này rất lợi hại tinh thông chân ngôn ma đạo nhanh hơn chân ngôn thánh giáo ta ầm ầm hắn vừa dứt lời lại là một tiếng sấm rền một tiên sinh dạy trường tư tuổi già sức yếu bị đánh ra lầu gỗ lăn lông lốc đập vào trên một cái trụ đá giận không nhịn nổi nói thối lắm lão phu làm theo lời ngươi chỉ lo để phòng chân môn ma đạo của hắn bị hắn dùng công phu của đại lôi âm tự suýt nữa đả thương hồn phách các người không nên bị lừa hắn dùng chính là lôi âm bát thức của đại lôi âm tự thối lắm phòng thứ tư truyền tới tiếng kêu của một cô gái cả giận nói lão tạ người hại ta hắn dùng chính là thiên ma tạo hóa công phòng ấn ba hồn bảy vía của lão nương thằng nhóc con đừng chạy ngươi sửa soạn lung tung làm hỏng danh tiết của lão nương sắc mặt tần mục ứng đỏ ra khỏi phòng thứ tư trong thủ pháp của thiên ma tạo hóa công có chút điểm yếu ở đáy chậu phế phủ và rốn của đối phương mà ba chỗ này đều là chỗ tư mật của nữ giới ra tay rất không dễ dàng đặc biệt là đáy chậu rất là hạ lưu ta còn nhỏ không hiểu những thứ này đứa trẻ chăn bò của tàn lão thôn hấp hái mát thầm nghĩ phòng thứ năm một nam tử gầy gò đến mức da bọc xương nhìn tần mục đi tới cười lạnh nói mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn ma đạo hay ma môn đều đừng hỏng qua được cửa ải của ta yếm thắng kim thiểm công hắn vừa đi về phía tần mục vừa hít một hơi thật dài trong cơ thể truyền đến tiếng vang ủng ục ủng ục tiếng vang đó càng lúc càng lớn vậy mà như cóc tình phát ra tiếng nổ ủng ục ủng ục tần mục kinh ngạc chỉ thấy thân thể vị đường chủ thiên ma giáo gầy yếu kia vậy mà phồng lên vốn hắn chỉ có da bọc xương thế nhưng theo việc hắn không ngừng hít hơi vào thì từng cái từng cái bắp thịt dưới da vậy mà trở nên trắng kiện dần dần nhô lên môn yếm thắng kim thiềm công này đi chính là con đường yêu ma hóa mô phỏng theo yếm thắng kim thiềm là dị chủng bên trong dị thú, bình thường chỉ to bằng chậu rửa mặt, thế nhưng khi nổi giận lên thì thân thể liền bành trướng gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí ngay cả mãnh hổ, sư tử đều có thể nuốt vào một hơi. Yếm thắng kim thiểm công của thiên ma giáo một khi triển khai, lực lớn vô cùng, nguyên khí đặc biệt tinh thuần, tuy phạm vi tăng lên không khủng khiếp như kim thiểm, nhưng là không thể coi thường. Thời gian vị đường chủ thiên ma giáo này lấy hơi, tân mục cũng đang hít vào, tuy nhiên không giống yếm thắng kim thiểm công của hắn. Lúc tần mục lấy hơi thì lồng ngực cũng không nhô lên, thế nhưng một hơi này lại rất đáng sợ, không khí trước mặt hắn cơ hồ bị hút khô, không khí bên cạnh bổ sung lại vậy mà gây nên một trận gió nhẹ bên trong lầu gỗ, thậm chí ngay cả cửa sổ đều hơi rung nhẹ. Nguyên khí của vị đường chủ kia trở nên cực kỳ hung hăng, hít xong một hơi, như á phiện, đã biến thành một thân cơ thịt dữ dằn, từng khối từng khối bắp thịt tựa như nham thạch, làm cho áo của hắn cũng căng phồng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị rách ra, thân thể của hắn cũng dần dần cao lên cuối cùng cao tới hơn trượng tựa như một người khổng lồ nhỏ mà thân thể của tần mục vẫn bình thường như trước không có bất kỳ biến hóa gì yếm thắng kim thiểm công sức mạnh vô địch một quyền có thể đánh nát người ụp vị đường chủ kia giơ bàn tay lên bàn tay biến to bằng quạt hương bồ đỏ đậm như máu trong phòng huyết quang đầy ắp một quyền đánh cho không khí hầu như nổ tung hướng về tần mục tần mục cũng đánh ra một quyền tương tự nắm đấm một lớn một nhỏ của hai người ầm ầm va chạm ngay chớp mắt đụng vào nhau cả tòa lầu gỗ xuân dày kịch liệt vị đường chủ kia rên lên một tiếng, lùi về sau một bước, bắp thịt trên cánh tay nhúc nhích, tựa như một con rồng chui vào, như cuộn sóng di chuyển dưới da nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn chui vào buồng tim, sắc mặt của hắn khẽ biến, giơ tay kia lên chém vào cánh tay của chính mình, chặt đứt long kình kia, hắn lùi về sau một bước nữa, cánh tay nhô lên, tựa hồ có hai con rồng đang quấy phá dưới làn da của hắn, vội vàng chém xuống lần nữa. Khi hắn lui tới bước thứ tư thì vách tường phía sau đã bị đụng đến nỗi chia năm xẻ bầy, bước thứ năm thì rơi ra ngoài sân, tiếp theo lại lùi liền bốn bước nữa, dựa lưng vào một cây đại thụ, đột nhiên gốc đại thụ kia lay động kịch liệt, thân cây bị chấn thành bột mịn, tán cây rơi thẳng xuống, vụn gỗ bay lượn đầy trời, bên trong vụn gỗ vậy mà hiện ra đồ án chín con rồng điều động phong lôi lao ra sau lưng vị đường chủ kia, cửu long rít gào, gào thét, lôi đình đan sen, hắn không thể chặn được kinh lực tầng thứ 9 của triều cửu long ngựa phong lôi, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người